Em Thảo xin chào toàn thể quý chị và quý khách hàng. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh bán hàng ô tô cũ giá rẻ. Em Thảo chưa báo giá chi tiết ngày hôm nay ạ. Và hôm nay em Thảo lại tiếp tục lên sóng và giới thiệu cho chị tham khảo một mẫu xe siêu đẹp bên em. Đây là một mẫu xe Kia Cerato sản xuất năm 2019, phiên bản số tự động bản Luxury. Và em mang trên mình lớp sơn xi màu trắng. Em mang biển kiểm soát 20A59991. Hai bên cụm đèn pha còn rất là sáng bóng đều nhau. Anh chị nào quan tâm yêu thích mẫu xe này thì nhanh tay alo trực tiếp cho em theo số điện thoại là 0963040922 ạ. Đây anh chị xem phía trước mặt ga răng này, đèn bi đó, đèn bi anh chị nhá, đèn gầm siêu sáng luôn đó. Anh chị nào quan tâm yêu thích mẫu xe này thì nhanh tay alo trực tiếp cho em nhé. Lốp dép còn rất là dày dặn luôn đây ạ, lốp dép còn rất là dày này đó. Xi nhan tích hợp trên gương, gương kính chỉ điện, gương cụp xe. Đăng kiểm em này đến tháng 1 năm 2024 ạ, còn rất là dài luôn chị nhá. Anh chị nào yêu thích mẫu xe này thì nhanh tay alo trực tiếp cho em. Đây anh chị xem này, toàn một phần nội thất ghế da đây ạ. Nội thất ghế da bọc màu ghi, cực kỳ là sạch sẽ và sang trọng nhá. Màn hình cam lùi đầy đủ cho anh chị. Vô lăng thì siêu mới luôn đây ạ. Vô lăng là siêu mới này. Đó, củ số đây anh chị nhá, hộp số đây. Bản full cửa lóc đây ạ, bản full cửa lóc cho anh chị này. Đó. Rực cực kỳ là chất luôn. Đây anh chị xem này. Phần ốc của lắp cabo đây ạ, vòi voi này. Còn rất là mới luôn. Ghế chỉnh điện anh chị nhá. Phần táp ly thì siêu đẹp luôn rồi ạ. Siêu mới, siêu đẹp này. Đây anh chị xem. Lúc kính chỉnh điện còn rất là mới nhá. Keo chỉ zin tuyệt đối cho anh chị. Đó, keo chỉ zin tuyệt đối luôn. Bác là yêu thích mẫu xe này, nhanh tay liên hệ trực tiếp với em. Em đảm bảo chị là máy số nguyên zin, máy không bị bổ, không bị ngập nước, không bị đâm đụng. Xước sát bên ngoài thì em không tính nhá. Điều hòa phía sau cho anh chị cực kỳ là mát luôn. Nội thất ghế da phía sau còn rất là căng bóng này. Hoàn toàn không nhào lát, rách một chút là còn rất là căng bóng luôn. Đây chị xem phần táp ni đấy ạ, táp ni của ghế phụ phía sau này, keo chỉ đây chị nhé, siêu đẹp, phải nói là một mẫu xe cực kỳ là chất luôn. Số tự động đi rất là nhàn nhé, điều khiển mới rồi. Đây chị xem phần cốp này, cốp thì rất là mới và sạch sẽ luôn đó, rất là mới nhé. Phần đinh bấm của máng nước bên lái đấy ạ, ốc của lắp cabo này. Anh chị xem tấm tản nhiệt còn rất là mới, không bị rách, không bị bẩn một chút nào luôn. Đây, keo chỉ nhé. Keo chỉ rồi là phần đinh bấm của máng nước đây ạ. Quý vị nào yêu thích mẫu xe Kia Cerato sản xuất năm 2019 bản Luxury, nhanh tay alo trực tiếp cho em Thảo nhé. Đó, nội thất ghế da thì cực kỳ là xịn sò rồi, táp ly thì siêu đẹp luôn. Máy lên và thử mọi chức năng của chiếc xe này chị nhé. Đây là toàn bộ phần táp ly của ghế lái này. Các lốp kính chỉnh điện còn nguyên zin luôn nhé. Hoàn toàn không bị mờ lát, mờ một chút nào luôn này. Ghế chỉnh điện cho anh chị. Điều chìa khóa khiển thông minh đây anh chị nhé. Đó, đề lộ start top này. Đó. Ghế chỉnh điện ạ. Cực kỳ là tiện ích luôn. Em nổ máy lên này. Xi nhan đây anh chị nhá. Máy eco gì rất là tiết kiệm luôn. Đây anh chị xem này. Đó. Cần gắn mưa cũng còn siêu lét luôn. Kính chỉnh điện đây anh chị nhá. Để hoạt động rất là mượt mà luôn. Táp lô thì không phải bàn cãi luôn ạ. Đây chị xem phần táp lô này, siêu lướt, siêu đẹp. Vì chị là yêu thích mẫu xe này thì nhanh tay alo trực tiếp cho em. Và giá bên em Thảo đang chào bán là 565 triệu. Và giá trên thì em sẽ bao rút hồ sơ cho chị và hỗ trợ vận chuyển cho chị nhé. Còi đây ạ, anh chị xem này. Nghe gọi đánh tay đều hết trên vô lăng. Chỉnh âm lượng trên vô lăng, cruise control này. Đó, rất là nhiều tính năng an toàn cho anh chị nhé. Đây chị xem phần cửa sổ trời này. Đó, cửa sổ trời.
siêu đẹp, siêu mới luôn. Gương chỉnh điện ạ. Đó, gương chỉnh điện nha chị nhá. Quý vị chị nào yêu thích thì alo trực tiếp cho em qua số điện thoại là 0963040922. Số trên là số Zalo em Thảo nhá. Và ngay bây giờ hãy cùng em tiến ra phần khoang động cơ của chiếc xe này ạ. Cabo, keo chỉ của cabo đấy ạ, zin tuyệt đối cho anh chị luôn. Anh chị ở đây xem xe, test xe với thử nhé. Máy số thì rất là êm luôn, hoàn toàn không khung lắc, bị loang dầu gì đâu. Chỉ có kéo nguyên bản theo xe và em cam kết cho chị bằng giấy tờ văn bản. Và bên em có phần bảo hành máy móc động cơ cho chị từ 3 cho đến 6 tháng nhé. Phần tai đèn đây ạ, tai đèn thì được dàn trước này, tai đèn bên phụ đây. Đó, tấm tản nhiệt còn nguyên zin luôn nhé, còn rất là mới và xịn sò. Yêu thích mẫu xe này thì nhanh tay alo trực tiếp em. Giá thì có, bên em có thương lượng nhé, 565 triệu đồng. Em có thương lượng ạ, giảm cho chị kịch sàn luôn. Rồi em Thảo đã quay chi tiết cho chị tham khảo một mẫu xe đăng ký 5 chỗ ngồi, một mẫu xe Kia Cerato sản xuất năm 2019 bản Luxury, trang bị hộp số tự động và mang khối động cơ là 1.6. Vì chị nào yêu thích mẫu xe này nhanh tay alo trực tiếp cho em theo số điện thoại là 0963040922 và số trên là số Zalo em Thảo nhé. Và đặc biệt chị mới vừa xem video clip Thảo lần đầu tiên thì hãy ủng hộ cách cho em sử dụng like cũng như đăng ký kênh và rung chuông để thường xuyên cập nhật video mới nhất về tô mà ngày em Thảo sẽ lên ạ. Và anh chị muốn xem video trực tiếp hoặc là muốn like em live stream trực tiếp thì hãy cho em xin một lượt like nhé. Và ngay bây giờ em xin dừng video ở đây, hẹn gặp lại anh chị ở video sau. Em Thảo xin chào toàn thể quý anh chị và quý khách hàng ạ.